hổ gì đó À, luôn mà. nó đói thì nó mới hung, còn bình thường thì đâu có gì. Cái nó ăn gì vậy? Bỏ cái chim luôn anh. Hả? Bỏ kiểm tra mỗi cái chim luôn, tại vì kiểm tra cái chim luôn. Còn mấy con này bắt luôn, còn làm mấy bắt mấy con để ấy thôi mà. Bắt khoảng cỡ 5 6 con, 4 5 con để kiểm tra quay phim thôi. Con này được bao nhiêu lâu rồi Mạnh? Con này thì con này được mấy năm rồi? Đây là khoảng cỡ cá cũng Trời khoảng ơi. 4 5 tuổi. À. Em quay anh thuê làm cá nha. Nóng. Cá năm sử dụng có một ít mấy tháng cuối năm rồi. Ừ. Thế là chắc là được chưa? Cái con cá này á là nó lớn rất là nhanh. Mình có gồm lộn à? Red Room. Nhưng mà thịt thì không được ngon lắm. Cái này mấy bể kính khoảng độ tầm vài chục khối trong veo là cho một khoảng độ bốn em này lên là thoải mái đẹp. Nước này không, nước cái này không được. Cho vào đó.